Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Evian News. Trên cuộc đời này, có lẽ mẹ là người có ân tình sâu nặng nhất với mỗi chúng ta. Người ta thường nói, nước mắt chảy xuôi. Cha mẹ yêu thương chúng ta nhiều như vậy, nhưng phận làm con, mấy ai báo đáp mẹ cha bằng tình cảm tương đồng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này, Thùy Linh xin gửi tới quý vị một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Bích Lan, một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mẹ gọi điện cho dì, hắt vào máy điện thoại những tiếng gắt gỏng. Để bà ở bên ấy thêm một tuần nữa thì đã sao? Rồi thì tôi trông bà bù 2 tuần, liền 2 tuần được chưa? Tôi có việc, nếu không tôi chẳng phải tốn hơi nhờ dì. Dì chắc chắn có gắt gỏng lại, tính dì nóng nảy hơn mẹ nhiều. Từ trước đến nay, dì chưa thua mẹ miếng nào. Kể từ khi bà bước sang tuổi 90, không tự chăm sóc bản thân được nữa, dì và mẹ thỏa thuận với nhau mỗi người trông nom bà 1 tuần. Cũng kể từ đó, bà như quả bóng bị đá từ đầu sân này sang đầu sân kia và ngược lại. Mẹ và dì nói nhau trong điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ. Mặt mẹ đỏ phừng phừng, 2 hàng lông mày của mẹ rướn lên hết cỡ. Mẹ nhắc lại một số lỗi lầm điển hình của dì. Rồi mẹ kết luận, mày chỉ được cái mồm. Bố theo dõi cuộc trò chuyện của 2 chị em mẹ, lẩm bẩm, chị em mà như chó với mèo. Mẹ chưa rảnh tay để hục hặc với bố ngay lúc ấy. Kết thúc cuộc điện thoại, mẹ quay sang bố dằn từng tiếng, việc chị em tôi không bận gì đến ông. Bố im lặng nghĩa là bố thay kệ. Mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Dù có biết điều gì đó nên nói, bố cũng chẳng thèm hé răng. 1 tuần trôi qua, việc bận của mẹ là việc đi chùa theo kiểu đi tour. Đi 17 chùa trong 1 tuần, ăn chay toàn diện, thành tâm cúng lễ. Tối chủ nhật, mẹ mới về nhà. Không ăn uống, chỉ tắm rửa qua quýt, mẹ lăn ra ngủ. Bố thầy kệ. Bố không nói với mẹ rằng sáng thứ hai, sau khi mẹ đã lên xe đi cùng đoàn hành hương, dì gọi điện tới, cáu gắt, nói rằng mẹ nhất định phải sang đón bà vì dì cũng bận. Và vì tuần đó là phiên mẹ trông bà, dì không đời nào chịu bị buộc chân ở nhà trong khi mẹ cố tình trốn tránh trách nhiệm. Mẹ ích kỷ, còn dì không phải là người dễ nhân nhượng trước sự ích kỷ. Đấy là tất cả những gì bố biết được qua cú điện thoại bố buộc phải nghe trong lúc mẹ vắng nhà. Bố vẫn nhớ những lời dì nói trong điện thoại, nhưng bố kệ, không nói lại cho mẹ biết. Ngày thứ 2 của tuần tiếp theo, bắt đầu phiên mẹ trông bà, và mẹ sẽ trông bà 2 tuần liền để bù cho cả tuần trước mẹ đi chùa. Đến tận tối, vẫn chưa thấy dì đưa bà sang nhà mẹ. Mẹ vẫn tức dì, không gọi điện sang nhà dì hỏi tại sao như vậy. Cũng có khi, mẹ nghĩ cứ để dì trông bà được bao lâu thì trông, khi nào dì đưa bà sang thì đến lượt mẹ, việc gì phải lăn tăn. 1 tháng rưỡi trôi qua, bà chưa được đưa sang nhà mẹ. Mẹ và dì vẫn giận nhau, không ai gọi điện cho ai. Thế rồi một hôm, trước cổng nhà mẹ xuất hiện cậu con cả của dì. Cậu ta sinh sống ở nước ngoài, lần này đưa vợ chưa cưới về ra mắt gia đình. Chào bác, cháu đưa 1 nửa của cháu sang chào bà và 2 bác đây ạ. Cậu ta vừa cười vừa nói với mẹ trong lúc mẹ mở cổng. Mẹ gật đầu chào, hơi hé miệng cười lấy lệ. Bà đâu hả bác?
Mẹ cười thành tiếng, thằng này đi Tây về biết đùa nhỉ. Bà ở trên gác ạ. Không phải gọi bà xuống đâu ạ, chúng cháu lên chào bà. Cậu ta nói, cầm tay vợ chưa cưới kéo lên cầu thang. Mẹ đứng khựng lại như người bị sét đánh. Bà vẫn ở bên đấy mà, bên nhà cháu chứ đâu. Hì hì, bác cứ đùa. Không, bà vẫn ở bên ấy mà. Mẹ đứng ở chân cầu thang, nhìn quanh ngơ ngác như người mất trí. Thế rồi, bốn cái máy di động cùng hoạt động một lúc, tiếng bấm máy tít tít. Mẹ kêu trời bằng giọng thất thanh. Cậu con cả nhà dì dắt bạn gái lao ra cổng. Chuông điện thoại reo. Tiếng dì kêu khóc ở đầu dây bên kia nghe váng cả óc. Ôi giời ơi là giời, mẹ tôi đi đâu hả giời? Sáng thứ hai đó, mẹ xách đứa quần áo đi sang ngõ, bảo mẹ về bên kia đây, chị cả mày đón mẹ ở ngoài ngõ kia rồi. Tôi đang bận trông chảo cá rán, chẳng ngó ra được, cứ ngỡ mẹ được đón sang bên ấy rồi. Ai ngờ, ôi mẹ ơi, giờ này mẹ đang ở đâu mẹ ơi? Suốt nửa năm trời, hai nhà chúng tôi đi tìm bà khắp nơi. Chúng tôi đăng tin tìm bà trên nhiều tờ báo giấy, báo điện tử, đăng cả trên truyền hình. Chẳng ai biết bà đang ở đâu. Cách đây 2 tuần, bỗng nhiên có một người đàn ông tìm đến nhà tôi gặp mẹ. Ông ấy đưa cho mẹ xem một tờ báo có đăng tin bà tôi mất tích. Rồi ông ấy lấy từ trong chiếc ba lô đã cũ ra một chiếc túi vải. Mẹ tôi trông thấy chiếc túi vải, bật khóc nức nở. Chiếc túi vải đó là túi đựng quần áo của bà. Chính tay người đàn ông đó đã đặt bà vào chiếc quan tài mà ông tự bỏ tiền ra sau khi phát hiện bà tôi nằm còng queo trước cổng nhà ông, không đập cửa và không còn thở. Chiều muộn hôm đó, tại một nghĩa trang cách nhà chúng tôi gần 60 km, mẹ tôi và dì, hai đứa con gái của bà tôi, khóc ngất trước nấm mộ phủ đầy cỏ xanh rì. Một người đi xe máy trên đường dừng lại bên rìa nghĩa trang, nhìn cảnh dì và mẹ tôi khóc vật vã, bùi ngùi nói: thương quá, mồ mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất, thương quá. Có một niềm vui đừng bao giờ quên lãng, niềm vui có mẹ. Câu chuyện trên hẳn vẫn còn đâu đó trong cuộc sống này. Mong cho mỗi người con hãy kịp thức tỉnh trước khi quá muộn màng. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra bởi một người mẹ. Hạnh phúc thay cho những ai được mẹ chăm bẵm, nuôi nấng, dạy bảo từ thuở lọt lòng. Khi bước ra đời, vấp váp đã nhiều, ta mới nhận ra mẹ là người tốt với ta nhất thế gian. Bi kịch cuộc đời là thế, cái gì quý, chúng ta lại phải đợi đến khi mất đi thì mới biết tiếc thương, trân trọng. Nhưng hỡi ôi, đợi đến ngày mẹ mất thì khốn khổ cho ta biết chừng nào. Nhớ chuyện Vương Thôi thời Tam Quốc, mẹ mất rồi, chỉ còn biết ra nấm mồ mẹ khóc mà thôi. Mẹ Vương Thôi lúc sinh thời hay sợ sấm, cho nên khi mẹ mất rồi, hễ khi nào trời mưa có sấm chớp, ông lại ra mồ mà khấn rằng: có con đây rồi, cốt để cho mẹ khỏi sợ. Từ mẫu Phạ Văn Lôi, băng hồn túc dạ đài, át hương thời nhất trấn, đáo mộ
nhiễu thiên hồi. Nghĩa là mẹ hiền sợ nghe tiếng sấm, hồn thơm đã nằm dưới suối vàng. Khi nghe thấy tiếng sấm động, đến mùa mẹ đi quanh nghìn lần. Mỗi khi ông giảng sách cho học trò đến Thiên Lục Nga trong kinh thi, có câu phụ hề sinh ngã. Ông nhớ đến cha rồi tự nhiên nước mắt tuôn rơi. Học trò đều cảm động và bỏ Thiên Lục Nga không dám đọc nữa. Hiếu thảo như Phương Thôi là quý lắm, nhưng chớ nên đợi đến lúc cha mẹ khuất rồi mới tiếc thương. Nếu như ngày Vu Lan năm nay ta còn được cài lên áo một bông hồng đỏ biểu thị rằng ta còn có mẹ, thì ta hãy tận hưởng trọn vẹn niềm vui ấy và cũng để mẹ tận hưởng niềm hạnh phúc như ta. Rồi một chiều nào đó, anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không? Chỉ một lời thủ thỉ chân thành ấy thôi cũng đủ làm mẹ ta vui sướng biết chừng nào. Đừng đợi đến khi ta tài giỏi thành danh mới báo hiếu mẹ, bởi vì hiếu đạo là con đường đi của cả cuộc đời, chứ không phải của một giây lát mà thôi. Hiếu Kinh thuật lại lời Khổng Tử nói với Tăng Tử: này đây, hiếu là căn bản của đức, do giáo dục mà sinh ra. Hãy ngồi trở xuống, ta nói cho ngươi biết, thân thể, hình hài, tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra, không được gây hư hại là nét đầu của chữ hiếu. Sau lo lập thân, hành đạo, để lại tiếng thơm cho đời sau là nét cùng của chữ hiếu. Một người con hiếu thảo, trước thì biết chăm lo sức khỏe thân thể của bản thân để mẹ cha yên lòng, sau lại biết tu dưỡng đức hạnh, mang về tiếng thơm cho cha mẹ. Những việc ấy đâu cần phải nhiều tiền, nhiều của mới có thể làm. Từ em bé thơ đến người đầu bạc, ai cũng có thể thực hành chữ hiếu. Chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này đến đây là kết thúc. Thùy Linh xin kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và có giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.